bún mười gà à, tô bún thấy hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây, mười gà các bạn à, tim à, mời các bạn nha, xì dầu rồi. Mời các bạn nha. Đây là do hồi mình cổ cát các bạn, cổ cát á, mình đẩy cổ cát á, mình dậm nó qua nó gãy, ok nó nứt ba nhánh luôn các bạn, thành cái đó thành ba nhánh lên. Lên đây là hồi lúc mà mình chặt các bạn, tại vì nó không ra trái các bạn, mình thấy lâu quá mà mình nghĩ cũng tiếc cho nên mình đỡ lại, thì nay nó mới ra trái các bạn. Trên đọt kia cũng có trái nha các bạn. Thì mùa đầu tiên mà nó ra trái vậy là sai các bạn. Mình sẽ để ấy trái đỏ ra cho các bạn xem này. Đây các bạn, nó chưa có tạo cơm trong ruột các bạn, nó chỉ có một cái lớp lụa mỏng thôi, nó chưa có tạo cơm ở trong đó. Mình có cái vỏ không à, có cái lụa cho chưa có cái hạt ở trong. Khi khoảng 2-3 tháng nữa là nó sẽ tạo ra cái hạt ở trong. Bây giờ đây chỉ có cái vỏ thôi các bạn, chỉ có cái vỏ thôi. Và hơn 20 năm nay nó mới ra trái các bạn. Đây là trái nó đỏ, cũng có trái đỏ mà cũng có cái trái hơi đỏ đậm, đỏ hồng nha các bạn, rất là đẹp. Thì cái đó đây không phải là cây nào cũng có trái nha các bạn. Mình thấy người ta trồng thì có khi nó không ra trái các bạn, bỏ rồi người ta trồng lại. Thôi, mình cũng giới thiệu sơ vừa cái đó của mình thôi. Bây giờ mình ăn sáng các bạn. Mời các bạn ăn sáng nha. Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Thì hôm nay mình ăn sáng với bún mờ gà các bạn. Bún mờ gà. Tô bún thấy hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây, mờ gà các bạn. Tim. Mời các bạn nha. Cho xíu xì dầu rồi. Tường này chưa khui luôn, mới mua, chưa lọc tem luôn các bạn. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Đây là hành củ các bạn. Củ. Cây nồng nồng các bạn. Mời các bạn nha. Nhìn tổ bún mình thấy hấp dẫn quá cả. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Đây là củ hành của nó. Ngon quá. Ngon quá các bạn.
Làm một cái ớt vô các bạn. Bạn nào mà đâu bao giờ đừng lên ớt như nào. Mình có đâu các bạn. Ớt đây ớt hiếm á, nó cay lắm các bạn. Cay lắm. Nó cay hơn ớt không nè. Ngon quá các bạn ơi. Rồi tới tim nha các bạn. Tim con gà. Tim rất là nhiều luôn. Tim các bạn. Ớt các bạn. Các bạn thương mến mình, cho mình xin cái đăng ký kênh và một like nha các bạn. Kênh mình cũng chia sẻ vừa vấn đề video, nội dung chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình thôi, cho nên cũng ít có cuốn hút người xem các bạn. Các bạn thương mến mình, ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì sáng mình mua 30 ngàn lòng gà các bạn, cả mờ, tim, gan, rồi thì bún các bạn, mua bún nữa, 1 ký bún nữa các bạn. Lần này là no, là trưa luôn các bạn. Ớt này các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Ngọt. Còn ớt quá trời nữa các bạn. Ớt. Cay quá các bạn ơi. Ôi, mình cũng xin kết thúc video đây các bạn. Các bạn thương mến mình, cho mình xin một cái đăng ký kênh và một like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha. Xin chào.